Ok, chào các bạn nha. Thế thì như đã hứa, hôm nay mình sẽ quay lại cho các bạn xem hồ tép cộng đồng mình nha. Ok, các bạn nhìn bên dưới này này, nó ở đây, nhìn thấy không? Có rất nhiều tép, vỏ tép được lột nha. Thì mình giới thiệu qua một chút nha. Thì hồ mình gồm những con tép gì nha? Thì đầu tiên là tép loạn màu. Ok, đây là tép loạn màu. Đấy, à, các bạn có nhìn thấy tép con không? Đó, rất là nhiều tép con luôn. Tiếp là tép loạn màu nha. Thứ hai là tép SRC. Đó, rất là nhiều tép con luôn. Đây này, nhiều luôn. Đó, thứ ba là tép mũi đỏ. Loại này triệt tiêu rất là tốt nha, rất nhiều luôn. Xem qua không, đây này này, các bạn đã nhìn thấy rất nhiều tép luôn, rất nhiều các loại màu và thể SRC luôn. Dòng chỉ là SRC nha, không phải Ferret đâu nha. Ferret thì chân của nó sẽ đỏ hết, Ferret thì tất cả chân của nó thì sẽ đều đỏ giống người. Dòng này chỉ lấm tấm vằn 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 thôi chứ nó không đỏ lè đỏ lẹt như Ferret. Okay, thì giới thiệu các em một chút về cái hồ này của mình nha. Thì mình có một cái lọc XY, lọc là lọc XY phải. Đó, lọc XY 3 tầng, bên dưới là matrix và sỏi. Đấy, bên trên hai dưới là matrix sỏi và neo. Trên chút là tấm đen mút đen kìa. Tiếp theo là tấm bông lọc màu trắng, giờ nó chuyển màu vàng rồi. Màu nâu rồi, màu đen rồi chứ không phải màu trắng ngày xưa nữa. Thì mai mốt mình sẽ thay cái tấm lọc này cho sạch. Tiếp theo là mình dùng một cái lọc bio IOQS 200, loại này 200 loại to đấy, không một loại nhỏ đâu. Phần nền thì mình có chạy nền ADA2, mình để một cái khay mica như thế này có đục lỗ, các bạn nhìn thấy không? Đó, có đục mấy cái lỗ ở dưới rìa này này. Chưa, mình có trồng một cây, mình không biết cây gì nữa. Lúc mình mua tép thì có cái này nên mình trồng ở đây luôn. Cái bọn tép cũng bung nhiều rất là hay. Đấy, ngoài ra thì mình có mấy cái thanh gốm để cho tép nó chui ra chui vô, vài thanh lũa chola và một số viên khoáng. Đó, thì bên dưới này là của mình là hồ Blue Dream, tép Blue đó. Thì hôm nay mình sẽ review về hồ này sau. Thì ban đầu mình định nuôi tép chơi thôi, nhưng mà về sau mình còn nuôi thêm cá săn mồi nữa nên là rất tiếc các chú tép này sẽ trở thành mồi ngon của bọn cá săn mồi luôn. Hồ này của mình phải, hồ này của mình trôi thôi phải hơn 200 con đấy, hơn 200 con, hơn 200 con luôn nha, rất là đông, chít chít luôn, rất là nhiều, chưa, rất là nhiều luôn. Mấy mốc Nerita nữa, nó để nó dọn mặt kính cho nó bóng và ăn rêu hại. Nó là tổng quan về cái hồ của mình rất xinh ạ. Hồ này của mình là 10 phải, 10, 15, 15. Hồ này mình 45. Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.